Rồi mình bắt đầu cái bài ngày hôm nay ha. Về cái bài ngày hôm nay là cái bài các bạn sẽ tìm hiểu về cái hành vi của sức khỏe cũng như là cái những cái quá trình mà mình sẽ tìm hiểu cái quá trình mà khi một con người người ta thay đổi một cái hành vi thì người ta sẽ trải qua những cái quá trình nào, và để tìm hiểu những cái hiểu rõ về những cái quá trình trong cái việc mà thay đổi hành vi của con người thì sẽ giúp cho những cái nói chung và cái hành vi sức khỏe nói riêng. Và cái thứ hai nữa là các bạn sẽ đi tìm hiểu về những cái yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến cái hành vi sức khỏe của một cái cá nhân ha. Cái thứ ba nữa là từ những cái yếu tố đó thì người ta cũng sẽ xây dựng những cái mô hình để miêu tả lại những cái hành vi thay đổi sức khỏe của việc thay đổi hành vi sức khỏe của con người, thì người ta cũng sẽ có những cái mô hình để phân tích. Thì mình cũng sẽ điểm sơ qua một số cái mô hình mà hay được áp dụng và thông dụng như hiện nay. Và cái thứ tư là cái nội dung cuối cùng, các bạn sẽ đi tìm hiểu về các bước của cái quá trình mà thay đổi hành vi sức khỏe, và từ đó mình sẽ có những cái hành động cụ thể cho những cái bước này ha. Thì đầu tiên là về cái khái niệm về hành vi nói chung cũng như là hành vi sức khỏe nói riêng của một cái cá nhân hay là một cái tập thể, thì mình cũng muốn nhắc lại với các bạn về cái mục tiêu của cái truyền thông giáo dục sức khỏe. Thì mục tiêu của truyền thông giáo dục sức khỏe thì đầu tiên vẫn là quan trọng, đó là phải làm sao mà cung cấp cho những cái đối tượng mà mình giáo dục những cái kiến thức về khoa học cũng như là cái kỹ năng để chăm sóc và nâng cao sức khỏe, để họ có thể tự bảo vệ nâng cao sức khỏe của bản thân và bảo vệ cả cái nâng cao sức khỏe cho gia đình và cái cộng đồng bằng chính những cái hành động của cái người đó, bằng chính hành động của những cái đối tượng giáo dục đó ha. Chứ còn về đương nhiên là mình không có mang tính chất là truyền thông, nó không ở đây, nó không mang tính chất là ép buộc nữa, không có bắt buộc người ta được, mà mình chỉ có thể là khuyến khích cung cấp kiến thức, và phải tự bản thân cái đối tượng giáo dục người ta tự nhận ra và người ta tự thay đổi cái hành vi của mình thì nó mới đúng cái mục đích của truyền thông giáo dục ha. Rồi cái thứ hai nữa, cái mục tiêu thứ hai nữa là mình khi mà đã cung cấp những cái kiến thức rồi và người ta nhận ra được những cái vấn đề sức khỏe của họ rồi, thì mình phải thấy cái mục tiêu của giáo dục là nó không những cái việc mà cung cấp kiến thức không, mà mình còn phải bắt tay và thực hiện thành cái hành động cụ thể. Có nghĩa là người truyền thông giáo dục sức khỏe, cái chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe nó còn phải là khuyến khích, vận động, thuyết phục mọi người có thể làm sao có thể từ bỏ những cái hành vi mà có hại cho sức khỏe, lạc hậu, có hại cho sức khỏe, để có thể thực hiện được những cái hành vi mà lành mạnh cho cái bản thân của mình ha, và cho gia đình cũng như là cho cộng đồng. Ngoài ra thì cái mục tiêu của giáo dục còn là phải hỗ trợ, là phải giúp đỡ, là phải thực hành giúp họ, giúp những cái đối tượng của mình phải tiến hành những cái hành động thực hành cụ thể để có thể giúp họ có thể xây dựng cũng như là tiến hành những cái hành vi lành mạnh có ích cho cái sức khỏe của bản thân của họ ha. Vì vậy thì mình không chỉ truyền đạt kiến thức giúp họ nhận ra vấn đề, không chỉ là thuyết phục, không chỉ là khuyến khích, mà mình còn phải là những cái đối tượng mà giúp họ thực hành luôn, hướng dẫn cho họ thực hành, và có thể là bên cạnh đó mình còn phải cung cấp những cái thiết bị hoặc là cung cấp những cái hỗ trợ để người ta có thể thuận lợi hơn trong cái quá trình mà thực hành những cái hành vi lành mạnh.
thì đó là cái mục tiêu của cái hành những cái hoạt động về truyền thông giáo dục sức khỏe ha. Về khái niệm về hành vi của con người thì người ta thấy rằng là các bạn cũng biết là mỗi một cái cá nhân thì đều sống trong một cái tập thể, một cái xã hội và có quan hệ với tất cả những người xung quanh, và các mối quan hệ này có cái tác động quay lại lẫn nhau ha, nhất định. Vì vậy thì cái sự mà tác động qua lại giữa người này với người khác, hay giữa con người với những cái sự việc hay là những cái hoàn cảnh xung quanh, thì sẽ được thể hiện bởi một cái hành động. Có thể là hành động này là đơn lẻ hay là một chuỗi những cái hành động phối hợp của cái con người, thì đó gọi là cái hành vi của con người ha. Vì vậy thì nói chung lại, cái định nghĩa về hành vi của con người là người ta xem đó là một cái hành động đơn lẻ hay là nhiều cái hành động phức tạp của một cái con người trước một cái sự việc hay là một cái hiện tượng. Và những cái hành động này thì nó lại chịu ảnh hưởng rất là nhiều của những cái yếu tố bên trong, cũng như là những cái yếu tố bên ngoài, hoặc là cái yếu tố chủ quan của con người đó, hoặc là cái yếu tố khách quan của cái hoàn cảnh bên ngoài dẫn đến cái hành vi đó của con người. Và người ta thấy rằng là cái hành vi của con người sẽ chịu tác động của các yếu tố chủ yếu, ví dụ như là yếu tố về cái kinh tế chính trị hoặc là cái hành vi của con người chịu ảnh hưởng bởi những cái yếu tố về kinh tế xã hội cũng thế, của cái cộng đồng đó, thì cũng sẽ tác động đến cái hành vi của con người sống trong cái xã hội đó. Hoặc là cái trình độ về văn hóa ha, người có cái trình độ văn hóa cao thì đứng trước một cái sự việc người ta sẽ hành động nó khoa học, hoặc là những cái người mà trình độ văn hóa thấp thì người ta sẽ hành động theo cái cảm tính nhiều hơn chẳng hạn, hay cái kinh nghiệm nhiều hơn. Rồi về cái thói quen của một cái gia đình, của một cái cộng đồng thì nó cũng sẽ tác động, cũng dẫn đến cái hành vi của con người ha, quy định một cái hành vi nào đó của con người. Và cái đặc biệt là cái phong tục tập quán của một cái cộng đồng, một cái xã hội thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái hành vi của một cái con người. Thì đó là những cái yếu tố nó sẽ tác động rất lớn đến cái một cái hành động nào đó của con người sống trong cái cộng đồng, trong một cái tập thể, trong một cái xã hội đó. Thì đây là cái khái niệm về cái hành vi của con người nói chung. Vậy thì đối với và người ta thấy rằng là một cái hành vi chung quy lại thì nó sẽ biểu hiện bởi các yếu tố cấu thành nên cái hành vi của con người. Thì đó là cái kiến thức của con người ha, về cái niềm tin của cái người đó, về cái thái độ và cái cách thực hành. Thì đó là bốn, người ta thấy rằng đây là bốn cái yếu tố chính sẽ cấu thành nên một cái hành vi của một con người trong một cái hoàn cảnh cũng như là một cái tình huống cụ thể nào đó. Và một cái đặc điểm của hành vi con người là có thể thấy rằng là cái hành vi của một cái cá nhân, nó mình có thể thấy rằng là cái hành vi của một cá nhân đó nó sẽ tương ứng với cái hành động của một cái cộng đồng ha, có nghĩa là cái cộng đồng và cái cá nhân nó thường sẽ chịu tác động của ở một cái cộng đồng nào đó. Cái cá nhân trong một cái cộng đồng thì thường nó sẽ chịu cái tác động, và nó sẽ cái hành vi của một cá nhân thì nó thể hiện cái suy nghĩ, cái hành động của một cái cộng đồng. Và nếu một cái hành vi mà nó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó trong một cái thời gian dài thì nó sẽ trở thành một cái thói quen ha, trở thành một cái thói quen. Thì đó là cái đặc điểm của cái hành vi của con người. Về cái hành vi sức khỏe nói riêng thì ở đây mình cũng thấy rằng là
Đối với cái sức khỏe thì cái hành vi sức khỏe là người ta xem đó là những cái hành động, cái hành vi của con người mà nó có ảnh hưởng tốt hoặc là ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe của bản thân cái người đó, hoặc là những cái hành động của họ nó sẽ ảnh hưởng đến những cái người xung quanh và đến cái cộng đồng. Thì chung quy thì cái hành vi sức khỏe là những cái hành động mà nó sẽ tác động có thể tốt hoặc là có thể xấu đến cái sức khỏe của một người hoặc là của một cái tập thể hoặc là của một cái cộng đồng. Và ở đây người ta cũng phân loại ra cái hành vi sức khỏe thành ba hành vi chính, đó là cái hành vi mà có lợi cho sức khỏe, cái thứ hai là hành vi có hại cho sức khỏe, và cuối cùng là cái hành vi mang tính chất là trung gian. Thì mình tìm hiểu xem những cái hành vi có lợi cho sức khỏe là những cái hành vi như thế nào. Thì hành vi có lợi cho sức khỏe người ta xem đó là những cái hành vi rất là lành mạnh mà được một cái người nào đó hoặc là một người dân hay một cái cá nhân nào đó người ta thực hành để người ta có thể phục vụ cho cái nhu cầu là phòng chống bệnh tật nè, hoặc là phòng chống những cái tai nạn, hoặc là để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân họ ha. Hoặc là cái hành động của họ là những cái hành động mà có thể giúp họ bảo vệ cái sức khỏe cũng như là phòng chống bệnh tật cho những cái người khác ha, cho một cái cộng đồng, thì cũng được xem đó là những cái hành vi có lợi cho sức khỏe, chứ không chỉ là cho cái bản thân họ không ha, không chỉ là cho cái bản thân họ không. Ví dụ như các bạn thấy là những hành động như là các bạn tập thể dục hàng ngày nè, hoặc là các bạn ăn uống dinh dưỡng hợp lý nè ha, hoặc là các bà mẹ có những cái hành động ví dụ là nuôi con bằng sữa mẹ, hoặc là cho trẻ ăn giảm đúng cách vân vân, thì đó cũng là những cái hành vi lành mạnh để các bạn bảo vệ bản thân mình cũng như là cho những cái người xung quanh ha. Hoặc là những cái hành động ví dụ như bạn không hút thuốc ha, thì nó cũng là bảo vệ cho cộng đồng, cho những cái người xung quanh bạn, thì đó cũng được xem là một những cái hành vi có lợi cho sức khỏe ha. Rồi cái thứ hai nữa là cái hành động mà các bạn sử dụng những cái dịch vụ y tế đúng, thì nó cũng là những cái người ta cũng xem đó là những cái hành vi sẽ có lợi cho sức khỏe. Ví dụ như là các bạn biết khám thai định kỳ nè ha, thì đó là các bạn thực hiện những cái hành vi lành mạnh đúng ha. Hoặc là các bạn chăm sóc sức khỏe cho trẻ, hoặc là các bạn đúng cách, hoặc là các bạn dẫn trẻ đi tiêm phòng chẳng hạn ha, dẫn trẻ đi tiêm phòng cho khi mà đúng tuổi, thì đó cũng là những cái việc làm các bạn sử dụng những cái dịch vụ y tế đúng theo cái khuyến cáo, đúng theo cái khoa học, đúng theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thì nó cũng cho thấy đó là những cái hành vi sẽ có lợi cho sức khỏe của bản thân cũng như là cho cộng đồng ha. Hoặc là những cái hành vi của những cái người bị bệnh, ví dụ như người ta nhận ra những cái vấn đề về sức khỏe, những cái triệu chứng của sức khỏe, và người ta tìm kiếm những cái giải pháp để người ta chẩn đoán cái bệnh đó, người ta điều trị cái bệnh đó một cách hợp lý, một cách đầy đủ, thì đó cũng là một những cái hành động để nhằm bảo vệ sức khỏe có lợi cho sức khỏe ha, cũng là hành động có lợi. Ví dụ như là các bạn bị tiêu chảy thì các bạn phải uống bù nước nè, hoặc là uống Orezon, pha Orezon để uống hoặc là để bù nước, thì đó cũng là cái hành động để điều trị bệnh là nó đúng đắn và nó hợp lý, và nó sẽ giúp nâng cái hồi phục cái sức khỏe ha, tránh những cái bệnh chẳng hạn vân, thì đó cũng là cái hành vi có lợi cho sức khỏe. Và cuối cùng thì mình cũng nhắc lại, nhấn mạnh là cái hành vi có lợi cho sức khỏe thì không chỉ là chỉ gói gọn ở cái việc là các bạn nâng cao bản cái sức khỏe của bản thân, hoặc là các bạn phát hiện bệnh và điều trị bệnh kịp thời đúng lúc cho cái bản thân, mà các bạn còn phải là những cái hành động mà nó có thể mang lại cái lợi ích cho cộng đồng.
Ví dụ như là các bạn có thể là có những hành động như là vệ sinh môi trường ha, cải thiện cái môi trường sống xung quanh để có lợi cho mọi người. Ví dụ các bạn vệ sinh rồi ao tù nước động các bạn dọn dẹp để tránh những cái muỗi ha, để tránh muỗi, để tránh cái dịch sốt xuất huyết, thì đó cũng là những cái hành động sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng, và đó là nó sẽ thể hiện cái sự quan tâm của các bạn đối với cái sức khỏe của cộng đồng, thì đó cũng là những cái hành vi có lợi cho sức khỏe ha. Vậy vì vậy thì đối với cái công tác mà truyền thông giáo dục sức khỏe, thì cái biết được những cái hành vi có lợi cho sức khỏe như vậy, thì cái nhiệm vụ của những người cán bộ y tế làm cái công tác về truyền thông giáo dục sức khỏe là phải làm sao mình có thể giới thiệu được nè, để khuyến khích và động viên cũng như là hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để mọi cái người dân người ta có thể thay đổi những cái lối sống không lành mạnh và thực hiện những cái hành vi lành mạnh để nhằm bảo vệ và nâng cao cái sức khỏe của bản thân, gia đình và cái cộng đồng. Về cái hành vi được xem là những cái hành vi có hại cho sức khỏe, thì cái này nó các bạn cũng dễ nhận ra ha, thì đó là những cái hành vi mà nó mang cái tính là nguy cơ cao hoặc là có cái tác động xấu đến cái sức khỏe của một cái cá nhân hoặc là một nhóm người, hay có thể đó là những cái hành động mà gây tác động đến cái cộng đồng mà các bạn đang sinh sống, đến sức khỏe, đến an nguy của cái cộng đồng mà bạn đang sinh sống. Ví dụ như là các bạn hút thuốc lá nè ha, hoặc là các bạn có nghiện, hoặc là bạn lạm dụng thuốc, thì đó cũng là một cái hành vi mà gây tác động xấu cho đến bản thân mình, và nó cũng là góp phần là tăng cái tỷ lệ mà đề kháng kháng thuốc, đặc biệt là đối với cái thuốc kháng sinh trong cộng đồng, thì đó cũng là những cái hành vi mà được gọi là có hại cho sức khỏe ha. Vì vậy thì để giúp cái người dân mà người ta có thể thay đổi được những cái hành vi mà có hại cho sức khỏe, thì phải đòi hỏi cái người cán bộ y tế, người ta phải tìm hiểu rõ, hiểu kỹ những cái nguyên nhân nào dẫn đến người ta thực hành những cái hành vi này ha, hoặc là và từ đó, ví dụ như là tại sao người dân thì người ta lại có những người người ta lại phải tìm hiểu nguyên, ví dụ là người dân người ta hút thuốc nhiều, thì các bạn phải tìm hiểu là tại sao cái người này, cái khi mà các bạn muốn thay đổi cái hành vi của một người để người ta từ bỏ hút thuốc, thì các bạn phải tìm hiểu kỹ nguyên nhân dẫn đến cái việc người ta hút thuốc. Ví dụ là người ta làm việc quá căng thẳng chẳng hạn, công việc làm quá căng thẳng dẫn đến người ta hút được trở thành thói quen, hoặc là người ta hút là do người ta bị lôi kéo ha, hoặc là người ta bị lôi kéo của những người xung quanh thì người ta hút thử rồi người ta cũng ghiền chẳng hạn, thì các bạn phải tìm hiểu những cái nguyên nhân đó, để từ đó thì mình mới có những cái biện pháp để mình truyền thông, để mình can thiệp, mình khuyến khích, và mình nó mới hợp lý. Và cái thứ hai nữa thì người ta cũng lưu ý là những cái hành vi mà có hại cho sức khỏe hoặc là những cái hành vi xấu của con người, thì thường nó là cái gì nó đã tồn tại rất là lâu ha, rất là lâu rồi, mà đã trở thành một cái thói quen rồi. Các bạn cũng biết là cái hành vi nó rất là dễ trở thành một cái thói quen, thì vì vậy thì cái nhiệm vụ của cái người cán bộ y tế là mình phải không ngừng kiên trì để cái thực hiện cái công tác về truyền thông giáo dục sức khỏe, vì đó không phải là một cái gì mà nó một sớm nó liền được, mà nó phải có cái sự lâu dài ha, kiên trì để mình thuyết phục và mình thay đổi cái hành vi của họ, cũng như là phải giới thiệu và thực hành những cái hành vi lành mạnh để người dân người ta có thể áp dụng, người ta có thể áp dụng ha. Về cái cuối cùng thì mình muốn nói đến đây, đó là cái hành vi mang tính chất là trung gian. Thì cái hành vi này là những cái hành vi mà người ta không xếp loại nó là nó có lợi cũng như là nó cũng không có hại cho sức khỏe. Nói chung là cái một có những cái hành vi nó vô hại, nó cũng gọi là không có lợi cũng như là không có hại ha, và cái người ta gọi là vô thưởng vô phạt đó, mà cái lợi ích của cái hành vi nó cũng chưa được xác định rõ ràng. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy là
là những cái trẻ em ha, hoặc là khi mà người ta trẻ em bị gãy răng ha, bị rụng răng sữa, thì người ta hay cái theo thói quen thì có nhiều gia đình hoặc là có nhiều người lớn thì nói trẻ em là sẽ ở nước ngoài á, thì người ta có truyền thống là người ta để cái răng ở dưới cái gối để nàng tiên răng đến và đổi một đồng tiền thì cái răng đó mau mọc. Hoặc là ở Việt Nam thì cái nếu mà cái răng rụng, cái răng sữa ở dưới thì người ta kêu là thảy cái răng nó lên nóc nhà chẳng hạn, để cái răng mau mọc lên, hoặc là cái răng ở trên thì chôn xuống đất chẳng hạn ha. Thì đó là cái hành vi thật ra là nó cũng không có đúng là khoa học, nhưng mà nó cũng không có gì gọi là gây hại, nó không có gì là gây hại đến cái sức khỏe của đứa trẻ. Vì vậy thì đối với những cái hành vi trung gian này thì người ta cũng cũng khuyên là mình cũng không nên, những cái cán bộ về y tế cũng không nên cần phải truyền thông để xóa bỏ những cái hành vi trung gian này ha, cũng không cần thiết là phải truyền thông để xóa bỏ những cái hành vi trung gian này, mà đôi khi người cán bộ y tế mình vẫn có thể là lợi dụng những cái hành vi trung gian này để có thể hướng dẫn những cái người dân có những cái hành vi lành mạnh. Ví dụ như là các bà mẹ thường, các bà mẹ mà xưa ha, hoặc là ở vùng nông thôn thì người ta thường hay đeo những cái vòng mà hạt, những cái vòng mà bằng làm từ dâu tằm chẳng hạn, những cái vòng dâu tằm ha, đeo cho em bé để người ta lấy nó rằng là những cái trẻ sơ sinh để có thể là em bé có cái giấc ngủ ngon ha, không có bị giật mình vân vân. Thì cái hành động vi đó thì nó cũng không có lợi mà cũng không có hại. Tuy nhiên thì người cán bộ y tế mình có thể là lợi dụng cái hành vi trung gian này, mình có thể hướng dẫn cái bà mẹ là dựa vào cái sự tăng giảm của cái dòng dây đeo vào tay đó ha, cái vòng đeo tay đó, để biết, để theo dõi cái sự tăng trưởng của trẻ ha, cái sự phát triển của trẻ sơ sinh, thì mình cũng có thể hướng dẫn ha, những cái người mẹ như vậy. Vì vậy thì những cái hành vi trung gian thì mình cũng nhắc lại là nó nếu mà nó không có lợi cũng như là không có hại thì mình cũng không nên là cố gắng để xóa bỏ những cái hành vi này làm gì ha, mà mình có thể lợi dụng nó để có thể có những cái hướng dẫn để giúp cho người dân người ta có thể vẫn duy trì những cái hành vi trung gian này, nhưng mà vẫn có thể thêm những cái hành vi lành mạnh khác ha. Rồi vậy thì chung quy thì đây là mình cũng đã giới thiệu xong về cái khái niệm về cái hành vi của con người cũng như là hành vi về sức khỏe nói chung. Thì đây cũng là một cái phát biểu để tóm lại cho cái phần này, thì mình cũng trích một cái phát biểu của Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, người bác sĩ Hiroshima của Nhật vào năm 1972. Thì ông cũng nói rằng là chúng ta thì cần phải nhận thấy rằng là tất cả những cái vấn đề sức khỏe chủ yếu trên thế giới cũng như là những cái trường hợp mà chết lâu là trên thế giới, đây là những cái vấn đề sức khỏe mà có thể phòng ngừa được. Phòng ngừa được bằng cách nào? Bằng những cái thay đổi về cái hành vi của con người. Thì chỉ cái với cái giải pháp này, với cái giải pháp là chỉ cần mỗi một người nhận thức được và thay đổi cái hành vi của mình thì có thể làm giảm đi những cái vấn đề sức khỏe trên thế giới ha. Và cái chi phí bỏ ra nó sẽ thấp hơn rất nhiều nếu mà chúng ta để cái vấn đề này, những cái vấn đề sức khỏe phát sinh mà chúng ta phải sử dụng những cái biện pháp điều trị, dịch vụ y tế vân vân, thì cái giải đối với những cái điều trị bằng y tế thì cái giải pháp mà thay đổi cái hành vi của bản thân của con người đó, nó lành mạnh, nó tốt hơn, thì cái chi phí nó bỏ ra là thấp mà cái hiệu quả nó lại cao, hiệu quả nó lại cao. Và ông cũng nhấn mạnh là cái vấn đề mà thay đổi cái hành vi của con người, cái vấn đề mà truyền thông giáo dục sức khỏe nó không chỉ dừng lại ở các bạn là cung cấp thông tin, mà phải làm sao để phổ biến những cái kỹ thuật, những cái kỹ năng
để người ta có thể chuyển những cái kiến thức đó thành cái hành động cụ thể trong cái của cá nhân hoặc trong cái cộng đồng thì nó mới mang lại cái hiệu quả được. Nó mới mang lại cái hiệu quả được. Vì vậy thì chung quy tóm lại cái vấn đề này mình cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần để các bạn nhớ ha, thì cái vấn đề mình giáo dục sức khỏe nó phải nhằm tạo được cái hành vi có lợi, phải làm sao mà thúc đẩy khuyến khích mọi người thực hiện những cái hành vi sức khỏe mà có lợi. Mà điều quan trọng nhất là ở đây là mình phải tạo lập được cái thói quen lành mạnh cho cái trẻ em ha, cho cái con ngựa, cho một cái cá nhân mà đặc biệt là đối với cái trẻ em. Và mình làm sao có thể thay đổi những cái hành vi mà có hại cho sức khỏe ở những cái người lớn, vì nhất là những cái người cao tuổi, vì mình thấy rằng là người ta thấy rằng là đối với những cái người lớn, những người trưởng thành, những cái người lớn tuổi thì người ta sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hành vi của giới trẻ. Người lớn trong gia đình sẽ hình thành cái thói quen cho cái những đứa con trong gia đình đó hoặc là những đứa trẻ em trong gia đình đó. Vì vậy thì cái công tác của giáo dục sức khỏe là phải làm sao hình thành những cái hành vi lành mạnh cho trẻ em, và đồng thời là mình cũng phải thay đổi những cái hành vi có hại ở những người lớn để người ta có thể là tác động, vì những người lớn này người ta lại tác động rất lớn, có ảnh hưởng rất lớn đối với những cái hành vi của trẻ em ha. Thì đó là cái mục tiêu, là cái nhiệm vụ của cái ngành về truyền thông giáo dục sức khỏe, của cái lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khỏe. Thì mình cũng sẽ đến cái phần thứ hai. Thì khi mình cũng đã nói qua, về mình cũng biết qua là về cái hành vi của con người thì nó sẽ bị tác động bởi rất nhiều các yếu tố ha. Và những cái yếu tố này là cái nguyên nhân, là cái dẫn đến cái hành vi của một con người. Vì vậy thì mình phải tìm hiểu rõ những cái yếu tố nào thường sẽ ảnh hưởng đến cái hành vi sức khỏe của con người, và từ đó thì mình mới có thể có những cái biện pháp cho nó phù hợp. Thì đầu tiên, cái yếu tố đầu tiên mà ảnh hưởng rất lớn đến cái hành vi sức khỏe của một con người đó là cái suy nghĩ và cái tình cảm của một người ha. Thường thì người ta thấy rằng là cái con người, người ta thường, một cái cá nhân thường người ta sẽ có những cái suy nghĩ và những cái tình cảm nó khác nhau đối với cái cộng đồng mà họ đang sống. Ví dụ như là những cái hành vi, ví dụ có người có những cái hành vi tốt cho cộng đồng, nhưng mà cũng có những cái người có những cái hành vi xấu trong cái cộng đồng ha, tùy thuộc vào cái suy nghĩ và cái tình cảm của họ. Và người thấy rằng mặc dù sống trong một cái cộng đồng nhưng mà mỗi một cái cá nhân lại có những cái suy nghĩ, lại có những cái tình cảm khác nhau, và những cái chính dưỡng cái suy nghĩ và cái tình cảm này sẽ dẫn đến họ có những cái hành động khác nhau. Và những cái tình cảm suy nghĩ này người ta thấy rằng nó biểu thị bởi những cái kiến thức, bởi cái niềm tin, bởi cái thái độ và cái giá trị xã hội mà họ đang sinh sống ha, mà một cái cá nhân đang sinh sống. Ví dụ như các bạn sẽ thấy là trong cái đại dịch Covid thì cũng có những cái trường hợp mà các bạn thấy trên báo, cũng có một cái trường hợp là cái người thân người ta vượt biên trở về, thì có những cái trường hợp là trong gia đình thì người ta sẽ giấu đi ha, người ta sẽ không có báo chính quyền về cái người con vượt biên đó, người ta sẽ giấu đi rồi. Còn nhưng mà cũng có những cái trường hợp thì bởi cái thái độ của họ đối với cộng đồng nó khác ha, bởi vì cái kiến thức về Covid của người ta nó cũng khác, và người ta cảm thấy cái giá trị xã hội của người, của gia đình, của cái trách nhiệm của cái gia đình của họ đối với xã hội nó cao. Vì vậy thì người ta, nếu mà một người con vượt biên về thì cũng có những cái bà mẹ hoặc là có những cái hàng xóm người ta báo lên chính quyền để đưa đi cách ly chẳng hạn ha. Thì vì vậy thì mình thấy rằng là
mỗi một cái hành động của họ, mỗi một cái hành động trong cái cộng đồng, của một cá nhân trong cộng đồng là nó khác nhau ha. Mỗi một người là nó sẽ phản ánh cái hành vi nó khác nhau, tùy thuộc vào cái suy nghĩ và cái tình cảm của người đó đối với những cái vấn đề của xã hội. Vì vậy thì chính những cái suy nghĩ và những cái tình cảm đó thì sẽ giúp cho con người, người ta sẽ đưa ra những cái ứng xử, những cái hành động, và nó sẽ khác nhau giữa những cái người cùng một cái hoàn cảnh, một cái sự kiện, một cái sự việc, nhưng mà cái hành vi, cái ứng xử của con người nó sẽ khác nhau ha, của mỗi người là sẽ khác nhau. Cái yếu tố mà về suy nghĩ và tình cảm thì cái yếu tố ảnh hưởng đến cái suy nghĩ và tình cảm của con người đầu tiên phải kể đến đó là cái kiến thức. Kiến thức là một những cái hiểu biết của con người, của mỗi người mà được tích lũy qua quá trình các bạn học tập cũng như qua cái quá trình kinh nghiệm các bạn thu được trong cuộc sống, thì chúng ta có thể thu nhận được những cái kiến thức, những cái hiểu biết thông qua là những người thầy cô dạy cho mình nè ha, hoặc là ba mẹ nè, hoặc là bạn bè, hoặc là thậm chí là ngay cả những cái người đồng nghiệp, hoặc là những cái người xung quanh. Các bạn có thể học từ sách vở cũng được, hoặc là qua những cái phương tiện thông tin đại chúng, thì đó cũng là những cái kiến thức mà các bạn có thể tích lũy qua cái việc học tập. Ngoài ra thì những cái kiến thức các bạn có thể tích lũy được qua cái quá trình mà các bạn thực hành trong cái cuộc sống nữa ha, trong cái kinh nghiệm sống của các bạn. Ví dụ như là trẻ em ha, hoặc là một người ta đưa tay vào lửa mà bị nóng, trẻ em đưa tay vào lửa bị nóng bị phỏng, thì người nó biết rằng là cái lửa này nó sẽ nóng ha, sẽ gây phỏng, và thể vì vậy thì những lần sau trẻ em người ta sẽ không đưa tay thấy lửa, nhưng mà người ta sẽ không rờ vào ha, trẻ em nó không rờ vào chẳng hạn. Thì vì vậy thì các bạn thấy là chính cái kinh nghiệm, chính cái gia chạm về thực tế cũng cho chúng ta những cái kinh nghiệm, về từ đó thì gặp lại những cái tình huống như vậy thì các bạn cũng sẽ có những cái hành vi nó phù hợp, đúng không ạ ha, có những cái hành vi phù hợp, những cái kiến thức phù hợp. Và kiến thức của mỗi người thì là nó sẽ được tích lũy trong suốt cái cuộc đời và các bạn sống, chứ nó không phải là chỉ dừng lại ở một cái giai đoạn nào đó thôi, mà nó là cái sự tích lũy qua hàng nhiều năm ha, cho thậm chí là cả đời. Các bạn biết là việc học là cả đời, đúng không ạ? Và các kiến thức hay là cũng như là các sự hiểu biết về cái vấn đề về bệnh tật hoặc là về sức khỏe, cũng như là cái việc mà bảo vệ nâng cao sức khỏe của bản thân là một cái điều gì, là cái điều kiện cần thiết để có mọi người có cái cơ sở để có thể thực hành những cái hành vi lành mạnh. Và vì vậy thì cái vai trò của cái ngành y tế và người cán bộ y tế là phải làm sao cung cấp những cái kiến thức cho cái người dân, để cho cộng đồng, để người ta có thể thông qua những cái kiến thức này là cái điều kiện đủ để cái điều kiện để người ta có thể thực hành được những cái hành vi lành mạnh. Và cái kiến thức về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mỗi người, mỗi cái cá nhân, thì không những là các bạn thu thập được qua cái quá trình mà các bạn được truyền thông giáo dục sức khỏe bởi cán bộ y tế, mà chính bản thân các bạn cũng có thể thu thập những cái kiến thức này qua tích lũy, qua những cái nguồn khác nhau. Ví dụ như mình cũng đã nói rồi ha, qua thông tin đại chúng này, hoặc là qua sách báo, tạp chí về sức khỏe cũng được ha, hoặc là qua cái kiến thức của những cái người xung quanh cũng được ha, cũng được. Và nó việc tích lũy những cái kiến thức này sẽ giúp cho bạn có thể thực hiện hoặc là ứng dụng để thực hiện những cái chuyển thành những cái hành động thực tiễn, những hành động lành mạnh thực tiễn trong cái cuộc sống của mình. Vì vậy thì cái việc mà trang bị kiến thức là rất là quan trọng, và công tác truyền thông giáo dục sức khỏe thì cái công tác mà cung cấp kiến thức nó cũng vô cùng quan trọng.
đó cũng là cái việc pro còn quan trọng để có thể định hình được cái hành vi của một cái con người, một cái hành vi lành mạnh cho một cái cá nhân hay là một cái tập thể. À, về cái yếu tố thứ hai mà tác động lên cái suy nghĩ và cái tình cảm của con người đó là cái niềm tin. Cái niềm tin ha, và người ta thấy rằng là mỗi một cái xã hội sẽ đều hình thành và cái xây dựng một cái niềm tin ở tất cả những cái khía cạnh, những cái lĩnh vực trong cái cuộc sống. Và niềm tin được xem là cái sản phẩm của xã hội và của những cái nhận thức cá nhân cũng như là cái kinh nghiệm của một nhóm người hay là một cái cộng đồng nào đó. Và hầu hết những cái niềm tin này người ta thấy nó mang cái đặc điểm là nó có cái nguồn gốc từ rất là lâu đời rồi, từ truyền từ đời này sang đời khác trong một cái xã hội, trong một cái cộng đồng. Và vì vậy thì thường những cái hành vi mà nó bắt nguồn từ cái niềm tin mang tính chất lâu đời như vậy nên đó, xã hội thường sẽ thừa nhận và ít khi nào người ta phản đối cũng như là đặt câu hỏi về những cái hành vi này. Ha, những về những hành vi người ta cứ thực hiện thôi chứ người ta cũng không có hỏi là nó đúng hay là nó sai, hoặc là người ta cũng sẽ không thắc mắc là nó đúng hay là nó sai, hay là người ta có những cái câu hỏi liên quan đến những cái hành vi này ha. Thì đó là do nó bắt nguồn từ lâu đời rồi, từ nhiều đời truyền lại, và nó mang tính chất là niềm tin rồi ha, nên người ta cũng sẽ ít khi nào mà đặt câu hỏi về những cái hành vi này. Và cái niềm tin thì mình cũng đã nói rồi, nó thường là nó bắt nguồn từ những cái người ông bà, người cha mẹ, là những người mà người ta mình kính trọng. Và vì vậy thì nếu những cái hành vi mà bắt nguồn từ niềm tin này thì những cái người con cháu người ta thường sẽ làm theo ha, và chịu tác động rất lớn, và người ta sẽ làm theo những cái hành vi này không cần biết là nó, người ta cũng sẽ không có hỏi đến là cái hành vi này là đúng hay sai luôn ha. Người ta sẽ làm theo ông bà cha mẹ của người của họ. Và vì vậy thì để biết được là những cái hành vi nếu bắt nguồn từ cái niềm tin thì nó mang một cái tính chất là rất là khó thay đổi. Tại vì các bạn cũng biết là những cái gì mà về cái suy nghĩ, về cái niềm tin của một người thì các bạn cũng sẽ rất là khó thay đổi, và nó thường hình thành rất là lâu rồi. Từ khi mà các bạn còn nhỏ các bạn tin như vậy, hay các bạn trẻ các bạn tin như vậy thì rất là khó thay đổi, rất là khó thay đổi. Ví dụ như là ví dụ như là ông bà ta thường hay truyền tới alo, có bạn đọc vấn đề nào, hoặc là ba mẹ của hoặc là người ta trong dân gian người ta truyền tới, ông bà ta thường hay truyền tới là những cái kinh nghiệm, ví dụ như là ăn gì ha, ăn gì để các bạn có thể phụ nữ ăn những thức ăn gì để có thể dễ sinh con trai hoặc là dễ sinh con gái chẳng hạn. Thì thật ra nó không có cái cơ sở về cái khoa học nhiều, nhưng mà thường được nhiều người phụ nữ người ta muốn sinh con theo ý muốn thì người ta cũng hay áp dụng. Thì cái đó nó mang tính là về niềm tin, chứ người ta cũng không hỏi là đúng hay là sai, hay người ta cũng không có kiểm chứng nó là cái hành vi sức khỏe này là đúng hay là sai hết ha. Thì đó là một cái ví dụ để các bạn thấy rằng là cái việc mà hành vi về niềm tin nó tồn tại rất nhiều trong cái hành động về sức khỏe hàng ngày của mỗi người ha. Thật ra là các bạn điểm lại, các bạn thấy là mình có thể chính bản thân mình cũng thực hiện những cái hành vi mà xuất phát từ cái lời khuyên của ông bà hoặc là cái niềm tin từ lâu ha, truyền tới. Đôi khi là các bạn thực hiện hàng ngày mà các bạn không để ý luôn. Rồi vì
Vì vậy thì để hiểu được các đặc điểm của cái niềm tin như vậy thì người ta thấy rằng là cái niềm tin thì nó mang cái đặc điểm là nó có cái sức mạnh cũng như nó ảnh hưởng rất lớn đến cái thái độ cũng như là hành vi của con người. Và thường thì niềm tin nó rất là khó thay đổi. Và trong thực tế thì người ta thấy rằng là có một số người cán bộ y tế thì và hoặc là những cái người làm cán bộ về truyền thông giáo dục sức khỏe thì người ta thường cho rằng là những cái hành vi mà những cái hành vi về sức khỏe mà mang tính chất là do xuất phát từ cái niềm tin truyền thống xa xưa thì đều là những cái hành vi không đúng, đều là những cái hành vi sức khỏe nó không mang tính khoa học, nó không đúng và cần phải thay đổi. Thì điều này người ta nói rằng là nó cũng không hoàn toàn là đúng, đúng không ạ? Không hoàn toàn là đúng, tại vì tùy những cái trường hợp thì có thể những cái hành vi về những cái hành vi về xa xưa ha, những hành vi mà truyền lại từ đời này qua đời khác có thể là những cái hành vi sức khỏe nó có thể là mang lại lợi ích, tuy rằng mình theo cái lời khuyên của ông cha ta ngày xưa nhưng mà chưa có kiểm chứng về khoa học, nhưng mà về khoa học về sau này người ta vẫn chứng minh là có những cái hành vi là nó đúng ha, nhưng mà có những cái hành vi là nó lạc hậu, nó sai, nó không đúng. Vì vậy thì cái việc mà bác bỏ hoàn toàn những cái hành vi mà xuất phát từ cái niềm tin truyền thống của một số người cán bộ về truyền thông giáo dục sức khỏe là chưa có thỏa đáng ha, chưa hoàn toàn hợp lý. Cái nhiệm vụ của cái người làm truyền thông giáo dục sức khỏe trước tiên là phải làm sao xác định được cái hành vi sức khỏe mà xuất phát từ niềm tin, cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là có khoa học đã chứng minh, cái nào là nó lạc hậu, thì mình phải tìm hiểu. Và từ đó thì nếu những cái nào mà nó có lợi cho sức khỏe thì mình lại có thể cung cấp thêm thông tin, mình có thể truyền thông và cung cấp thêm thông tin để người dân tiếp tục thực hiện và tin tưởng và thực hiện vào những cái hành vi có lợi này. Còn nếu mà những cái hành vi mà mình thấy rằng là nó không có cơ sở khoa học ha, đi từ niềm tin nhưng mà nó không có cơ sở khoa học, thì mình phải có cái kế hoạch để mình truyền thông giáo dục sức khỏe để thay đổi những cái hành vi đó, những cái hành vi có hại cho sức khỏe đó ha, đúng không ạ? Chứ không phải là cái hành vi nào mà xuất phát từ niềm tin từ ông bà xa xưa truyền lại thì nó đều là sai hết, là không phải. Ví dụ như là các bạn thấy rằng đối với những người phụ nữ có thai ha, thì ông bà ta thường khuyên là trong lúc mang thai thì phụ nữ nên ăn trứng nhỗng nè để con sinh ra thông minh nè, hoặc là ăn nhiều trứng bột vịt lộn để con có nhiều tóc chẳng hạn ha, con sinh ra có nhiều tóc chẳng hạn. Thì mặc dù những cái vấn đề đó thì nó truyền từ đời này sang đời khác, nhưng mà người ta khoa học hiện tại thì người ta cũng chứng minh là phụ nữ có thai thì cần phải bổ sung những cái protein từ những cái động vật hoặc là từ trứng vân vân thì sẽ tốt cho sức khỏe của thai nhi, của sức khỏe của bà mẹ. Thì điều cái hành vi này là đúng, mặc dù là nó không phải tác động là sẽ mọc tóc cho trẻ nhiều chẳng hạn, không phải ăn vịt lộn nhiều là trẻ sẽ mọc tóc nhiều, tuy nhiên thì nếu có bổ sung một vịt lộn thì cái hành vi này vẫn tốt cho phụ nữ, mặc dù là mình cũng phải cần có cái sự kiểm soát, chứ không phải là ăn nhiều, ăn liên tục ha, mình ăn cũng phải có một cái chế độ hợp lý, nhưng mà việc bổ sung này nó không hoàn toàn là sai chẳng hạn, thì cái vấn đề này mình cũng không cần phải thay đổi, đúng không ạ ha, mình chỉ điều chỉnh thôi cho nó hợp lý hơn cho cái khối khoa học hiện tại. Hoặc là tuy nhiên thì vẫn có những cái hành vi truyền bằng cái niềm tin mà nó không đúng hoặc là hoàn toàn sai lầm. Ví dụ như là các bạn trong cái thời đại Covid ha, hoặc là những năm trước thì đầu cái đại dịch thì các bạn thấy là nhiều người truyền nhau ở nước ngoài chẳng hạn, các bạn đọc báo bạn thấy là người truyền nhau là uống rượu nè, uống cái chất có cồn thì sẽ có thể sát khuẩn và tiêu diệt được virus corona chẳng hạn, nên có nhiều trường hợp người ta uống rất nhiều cồn, rất nhiều cái dịch rượu để có thể làm sạch virus. Nhưng mà cái hành vi này đó xuất phát từ niềm tin thôi, chứ nó không mang tính chất khoa học, và nó chứng minh là nó hoàn toàn sai ha các bạn ha, chứng minh là hoàn toàn sai và không
không nên như vậy vì nó sẽ gây hại cho cái sức khỏe của một người, chẳng hạn khi mà mình nạp cái lượng lượng cồn, lượng rượu, lượng bia vào quá nhiều thì đó là những cái hành vi sai lầm mà mình cần phải truyền thông để xóa bỏ. Vì vậy thì cái mục tiêu của mình là phải làm sao để phân tích được niềm tin. Cái người cán bộ y tế phải phân tích được những cái niềm tin này để mình có những cái hoạt động mà ý nghĩa trong cái hoạt động mà nó phù hợp, và truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp cho cái hoạt động về giáo dục sức khỏe cho cộng đồng không. Thì mình phải phân tích niềm tin, ví dụ như là một cái người phụ nữ, người ta tin rằng là cái việc mà con của người ta bị mắc bệnh sởi, có thể bị mắc bệnh sởi và dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của trẻ em. Nhưng mà người phụ nữ này, người ta tin là có thể bị mắc sởi, và khi mà trẻ em bị mắc sởi, con họ mà mắc sởi chắc chắn sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà người mẹ này, mình lại không tin là cái vaccine có thể phòng ngừa được cái bệnh sởi. Thì việc mà mình phải phân tích được cái niềm tin này nó của cái người phụ nữ này nó ở như thế nào một cách rõ ràng như vậy thì mình mới có cái hành động. Là ở đây mình không có tuyên truyền cái việc mà bệnh sởi sẽ gây hậu quả nghiêm trọng nữa, mà ở đây cái hành động của cái người cán bộ y tế là phải tuyên truyền cái việc mà chích vaccine có thể phòng được sởi cho con em của họ. Thì chính cái việc mà phân tích cái niềm tin, cái hành vi từ niềm tin này để mình có thể có những cái kế hoạch để truyền thông cho nó phù hợp với từng cái giai đoạn, cũng như là mình không lãng phí cái nguồn lực của mình vào những cái hoạt động nó không có hữu ích. Rồi, thì đó là cái bản chất về niềm tin. Rồi các bạn ơi, xin lỗi các bạn, thì hôm nay mình nghỉ giải lao sớm một tí xíu đúng không ạ? Tại vì mình phải ra ngoài lấy mẫu một tí, tới khoảng 2:45 thì các bạn quay lại ha. Thì trong cái thời gian này thì mình cũng đưa ra một cái chủ đề để các bạn thảo luận với nhau đó ha. Thì trong cái thời gian các bạn nghỉ thì cả nhóm mình cùng thảo luận cái chủ đề này nha. Rồi, không biết là các bạn có thấy cái chủ đề mình thảo luận không ạ? Thì về nói về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe thì mình sẽ tiếp tục trong cái sau khi mình quay lại cho các bạn ha. Sau khi mình quay lại mình sẽ tiếp tục, nhưng mà trước đó thì các bạn cũng có thể tìm hiểu thử một số những cái hành vi nào mà ảnh hưởng đến cái nạn tảo hôn cũng như là kết hôn cận huyết ở những cái người dân tộc thiểu số, thì có những cái hành vi sức khỏe như vậy nó gây ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng ha, đặc biệt là cộng đồng cái người dân tộc thiểu số. Thì theo các bạn thì tại sao người ta có những hành vi này, những cái yếu tố nào của người dân tộc thiểu số ha thì đã dẫn đến những cái hành vi này của họ trong cái cuộc sống, thì các bạn có thể thảo luận và các bạn có thể đưa ra những cái câu hỏi ở trong cái bút chat cho mình ha.